Ok, xin chào tất cả các anh em đã đến với channel của mình. Sao to lâu bà. Ok, thì mình hôm nay mình sẽ chơi grow shop cùng thằng bạn mình đang ngồi cạnh mình. Bạn mình bây giờ đang biến thành con giom. Tao không quay được mày, mày biến thành quái rồi, tao xem được người thôi. Chơi tốt đi nha. What the hell luôn. Thì series survival Minecraft của mình. Ok, thì thằng bạn mình là con giom ở kia, ở dưới kia. Đó, bạn mình rất là hay. Đội súng. Tôi gọi. Bạn này mình mượn thôi. Chơi rất ngu. Mình chơi rất là ngu. Không biết bắt cua là gì. Thì mình sẽ chơi hết một trận này luôn. Lên đây bắn. Lên đây bắn. Đăng. Lên đây bắn đi. Ơ, giom hả? Mày chơi ạc tính gì á? À, thằng bạn mình đó. M12 thì nó đã kích bạn mình. Vậy lên. Nó kích không? Nhiệm vụ của mình là ngồi đây và tiễn nó. Sặc mồ hôi luôn. Cái tờ. Ơ mày đó hả? Thì thằng bạn đây. Đừng có cà tao nhá. Mình tao bắt cua. Mình bắn rất là ngu, như bao su. What the hell? Đù má mình chơi con tay đấm lồn. đâu mày đâu? NASA. Đi đi cùng tao đi. Thì đi lên đâu cũng được, lên này nè. Đâu? Ok, thì bạn mình là một con robot. Cũng được. Tao lên à? Ê, tao bắt xuống rồi. Tao chơi ngu quá. Đăng ơi, cho lên đi lăng. Đăng barret luôn. Thiên mạng mình có barret. Ngồi này tỉa. Quan sát thằng bạn kia thôi. What the fuck? Thì lâu rồi mình chưa chơi đột kích nên chơi rất là ngu.
What the hell? Đu, bạn mình đã biến thành hero. Này, giết đi. Giết đi. Nè, giết ta đi. Vãi kìa. Ờ, cho tao ba red viết đi. Ờ, tới đây. Tao bắt cua gà ghê á. Ờ, đâu? 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 Là cái gì? À, cầm rồi. À, thôi, tao không cần cầm lực đâu. Đó cơ mơ. Thằng bạn mình đã cứu mình. What the hell? Bắt cua ngu như mà như thì mình sẽ chơi đến màn 17. Chơi cái màn 17 luôn hả Đăng? Vãi xịt. Hai hero luôn. Thì thằng what the fuck lock and kill. Ờ. Ờ. Oh yeah. Thôi thôi, ta chơi ăn này đi. Cho tao bắt đấy đi. Ê, tôi lỡ ấn nhầm biến thành dâm chúa rồi. Đâu mày đâu? Ờ, à, biết rồi. Oh yeah. Oh. Rồi, ok. The fuck. Bắn ngu mà. Rồi, xong rồi. Và mình đã kết thúc cuộc đời của mình tại đây. Xứ sở. Xứ sở manga. Mình ngồi bình luận nhá. Mình ngồi bình luận nhá. Thì nó ok thì mình sẽ chuyển giọng nói này sang thằng bạn mình. Bù sạc. Màng 17 mày chào tạm biệt nha. Màng 17 cuối cùng là đừng cho nó thoát ra ngoài nhá. Nói làm gì mày?
Hello, hôm nay còn một thằng nữa là mình biến thành hero đặc sắc ngon nhất hành tinh. một thằng. Hero rồi nè các bạn. Nào mình cùng xem hero play đi. Nhìn cái lọ ấy. Blue vậy. Hay lắm nè, nhìn đi đi bắt cua. Đi bắt con tôm về nhà. Wow wow, đi bắt cua đây. Wow wow. Hello nè. Ngu. Ngu người. Xin chào đi. Nào mình cũng xem clip súng Mugger. Nó chả. Hello, xin chào quý vị nha. Mình cùng làm clip súng Mugger and Rotting God. Và một cầm một chiếc dao Black bắn lục lẹt lẹt bắn này người ta. Còn một thằng là biến hero. What the hell nè thằng mày mày bưởi mày bưởi mày mày chớp bốc hiệu rồi các bạn ơi. Ôi xin chào các bạn ơi.